Rồi, xin chào các bạn đã đến với kênh Diều Thuyền Bến Tre nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thả con diều 2,2 m đu giấy tròn này trong sân trường một lần nữa nha. Người ta thấy là sân là rất là rộng. Ở đây rất là im nữa. Không có ồn. Thì bữa nay hy vọng sẽ quay được tiếng dăng nó nghe cho rõ. Rồi bây giờ bắt đầu đi thả các bạn. Chút con đứt nhợ dướng vô cái nhóc dướng vô cột nhóc
nó đứng lại chút em. Cắt được phải không?